đến khu du lịch cá, các bạn cảm thấy như thế nào? Vui muốn chết luôn. Vui nhưng mà nóng khi làng ở đây. Trước khi rời khỏi nơi đây, các bạn muốn nói điều gì với những bạn đang xem video clip này? Muốn biết cách bảo vệ thiên nhiên thì sao ta? Hãy bảo vệ môi trường. Nếu mình muốn bảo vệ thiên nhiên thì mình phải yêu các động vật hơn, được biết hơn. Phải bảo vệ môi trường. Muốn bảo vệ môi trường thì phải sao? Phải bảo chặt phá cái bảo vệ động vật. Con vứt rác xuống nước không? Chúng ta hãy kêu gọi mọi người đừng bán đất hay ra cá đi, cũng như chúng ta phải đi kiếm ăn, kiếm sống. Mỗi ngày sáng là phải thức dậy sớm để đi ra ngoài đồng, ngoài ruộng, ngoài rừng gì đó kiếm ăn. Và bây giờ con người người ta chặt hết cây ngoài thiên nhiên, người ta xây nhà hết rồi, ra cá làm sao nó kiếm được thức ăn nữa, đúng không? Rồi nó chết, đúng không? Vậy các em có muốn nhìn thấy ra cá trên cuộc đời này nữa không, hay là muốn cho nó biến mất khỏi cái hành tinh này luôn? Muốn nhìn mãi mãi luôn. Vậy thì hãy kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường thiên nhiên nha.